Tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các doanh nhân, doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp và các bộ ngành địa phương để lắng nghe, chia sẻ, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 kéo dài hơn một năm qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ đời sống, kinh tế, xã hội trên toàn cầu. Lắng nghe lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tình hình phát triển doanh nghiệp năm 2020 và 7 tháng đầu năm 2021, những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp kiến nghị, đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước đã kiến nghị về thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí kinh doanh, tiếp cận nguồn lực, kiến nghị về sửa đổi hoàn thiện các quy định pháp lý còn chồng chéo, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhóm kiến nghị về hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp. Chúng tôi đề xuất khẩn trương, chính phủ cho khẩn trương xã hội hóa công tác chống dịch, công tác vaccine, giảm gánh nặng cho ngân sách chính phủ. Và doanh nghiệp và người dân chúng tôi sẵn sàng chi trả cho vaccine, cho xét nghiệm, cho các chi phí y tế và đề nghị Bộ Y tế cho các cái cơ chế cụ thể. Chúng tôi kính đề nghị chính phủ sớm hỗ trợ tiếp tục thêm một chính sách với các hãng hàng không bằng các gói vay ưu đãi về lãi suất để ngành hàng không củng cố nội lực, sẵn sàng cho việc bật tăng trở lại, phục vụ cho tăng trưởng của thị trường. Chúng ta nên tận dụng triệt để cái đóng góp media, nhưng với tinh thần là trở lòng. Làm sao cái dự án lớn, làm sao mà cái vốn đầu tư nó lớn, và cái thứ hai nữa là cái tính chuyên nghiệp của cái dự án đó, để chúng ta học tập được và chúng ta có cái nguồn vốn. Còn nguồn vốn của chúng ta nên tập trung vào những cái cơ bản, kể cả nguồn vốn ngoài xã hội, như nguồn vốn nhà nước, nguồn vốn ngoài nhà nước, thì chúng ta phải huy động vào những cái việc mà doanh nghiệp chúng ta có thể làm. Sau khi lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng như ý kiến của các bộ, ngành, thay mặt chính phủ, Thủ tướng ghi nhận những đóng góp quan trọng, thiết thực, hiệu quả về nhiều mặt mà cộng đồng doanh nghiệp đã chung sức, đồng lòng với Đảng, Nhà nước cùng các cấp, các ngành và nhân dân trong phòng chống dịch. Thủ tướng đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, sát thực tế để tới đây chính phủ tổng hợp các ý kiến để ban hành nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp. Thủ tướng nhấn mạnh với sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, toàn dân, doanh nghiệp, trong 7 tháng qua, chúng ta vẫn tăng trưởng kinh tế 5,64%, vốn đầu tư FDI tăng 3,8% so với cùng kỳ. Các cân đối lớn của nền kinh tế vẫn bảo đảm, lạm phát thấp. Thu ngân sách, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng khá, trong đó có sự đóng góp lớn của doanh nghiệp. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, chuyển từ phòng ngự sang tấn công, đặt mục tiêu cao nhất là không để xảy ra khủng hoảng y tế, khủng hoảng kinh tế xã hội, để phấn đấu đưa nước ta trở lại bình thường trong thời gian ngắn nhất, chậm nhất là cuối năm 2021, đầu năm 2022. Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, đây là thời điểm khó khăn mọi bề đối với doanh nghiệp, nhưng không vì thế mà đánh mất lạc quan bản lĩnh, niềm tin chiến thắng để vượt qua. Càng khó khăn, càng phức tạp, càng giữ bản lĩnh, phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến, trí tuệ tập thể, sự đoàn kết của toàn dân chống dịch và sản xuất. Thẩm quyền của chính phủ có được đến đâu là chúng tôi tận dụng tối đa đến như vậy. Và cái gì vướng thuộc thẩm quyền của chính phủ là chính phủ sẽ cố gắng giải quyết. Thì rất mong là các doanh nghiệp, doanh nhân, các quý vị đại biểu sẽ tiếp tục đóng góp, tiếp tục nêu ra những cái gì nó vướng ở đâu, luật nào, điều nào, vân vân. Và ách tắc từ thực tiễn như thế nào. Và từ thực tiễn này, chúng ta lại đúc kết nó ra thôi. Thì những cái gì đã rõ, đã chín, thực tiễn chứng minh là đúng và thực hiện có hiệu quả, đa số đồng tình thì chúng ta luật hóa, chúng ta pháp điển hóa đó, chúng ta làm. Còn những cái gì mà đã có luật hoặc là luật pháp đã có quy định nhưng mà thực tiễn nó vượt qua, thì chúng ta mạnh dạn, chúng ta làm thí điểm, vừa làm vừa hoàn thiện, bổ sung hoàn thiện, mở rộng dần, không có cầu toàn, không có nóng vội. Với mong muốn mỗi người dân khỏe mạnh, doanh nghiệp khỏe mạnh thì đất nước khỏe mạnh, Thủ tướng mong các doanh nghiệp tiếp tục kiên trì thực hiện các biện pháp, mục tiêu đã đề ra. Ưu tiên lúc này trên phạm vi cả nước là ngăn chặn dịch bệnh, chỗ nào an toàn mới sản xuất, cho nên vừa làm vừa thí điểm bổ sung. Về chiến lược vaccine, phải nhập khẩu nhiều vaccine nhiều nhất, sớm nhất có thể, nhưng hiện nay khan hiếm trên toàn cầu.
phải tiếp cận bằng mọi kênh, đẩy mạnh công nghệ nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước, nhưng sản xuất phải thận trọng và bảo đảm đúng quy trình khoa học và chuyên môn, không nóng vội. Về tiêm vaccine, Thủ tướng nhấn mạnh chiến dịch đã giao Bộ Y tế khẳng định là tiêm miễn phí. Cách tiêm vaccine cũng phải thay đổi, nhất là đối tượng tiêm và địa bàn tiêm, điều chỉnh cho phù hợp. Về biện pháp tài khóa, tiền tệ, Đảng, Nhà nước luôn nhất quán tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Hiện chính phủ đang nỗ lực làm hết sức có thể, hài hòa cân đối vĩ mô, hợp lý, phù hợp điều kiện hoàn cảnh của Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ sẽ thành lập tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Chính phủ đã phân Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nắm tình hình, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng đưa ra giải pháp kịp thời. Bộ Y tế tiêm vaccine kịp thời, điều chỉnh quy trình phòng chống dịch, tùy điều kiện thực tế áp dụng để sản xuất kinh doanh, ưu tiên chống dịch, không phụ thuộc địa giới hành chính. Bộ Tài chính khẩn trương triển khai giải pháp miễn giảm thuế, nhanh chóng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, có giải pháp thu hút vốn ở thị trường chứng khoán, đẩy mạnh hợp tác công tư, bảo đảm cân đối lớn, dẫn dắt và kích hoạt mọi nguồn lực ngoài nhà nước. Bộ Giao thông Vận tải xây dựng các giải pháp bảo đảm lưu thông hàng hóa, mọi chính sách đưa ra phải thực hiện nhất quán, không được đẻ ra các giấy phép con. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đôn đốc giải pháp hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp có thể mở rộng đối tượng, quy mô trong điều kiện cho phép. Bộ Công Thương nhanh chóng kết nối tiêu thụ hàng hóa. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bảo đảm hàng hóa lương thực nguyên liệu. Ngân hàng Nhà nước bảo đảm chính sách tiền tệ. Các địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch linh hoạt, bảo đảm cho doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh, hạn chế tối đa thanh kiểm tra doanh nghiệp trong thời kỳ dịch bệnh. Các tổ chức doanh nghiệp phát huy, chia sẻ với doanh nghiệp cùng nhau vượt qua khó khăn. Bộ Thông tin và Truyền thông thúc đẩy các biện pháp công nghệ trong phòng chống dịch. Các doanh nghiệp nâng cao chiến lược doanh nghiệp, quản trị nâng cao sức chống chịu. Chính phủ luôn đồng hành, tri ân mọi nghĩa cử, hành động đẹp, chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp FDI cùng đất nước vượt qua khó khăn. Qua cái khó khăn này, thì chính phủ cũng phải thể hiện cái tinh thần đổi mới, liêm chính hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp, tất cả vì sự ấm no hạnh phúc của nhân dân. Tinh thần là như vậy. Tức là rất cảm ơn các quý vị đại biểu. Và tôi nhắc lại, đây là một cái thử thách rất lớn, nhưng mà lửa thử vàng, gian nan, thử sức. Nên tôi tin rằng đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp của chúng ta sẽ vượt qua được cái đại dịch Covid-19 này mà còn tạo ra dựng ra được cái thương hiệu riêng, cái danh hiệu riêng cho mình và đặc biệt là cái sự đóng góp của các doanh nghiệp đối với sự phát triển của đất nước và với một cái nâng cao một cái những cái giá trị cao đẹp nhất của người kinh doanh là tâm tài trí tín. Theo Thủ tướng, kinh tế có thể khó khăn nhưng niềm tin phải được củng cố. Với sự chung tay đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng tin tưởng đất nước ta sẽ chiến thắng đại dịch, vượt qua khó khăn và phát triển bền vững.